anh còn phải xa lắm. Sao anh đến đi trước? Sao đến đi rồi đi kìa. 1, 2, 3. Tụi em biết tiếng kêu văn gì đấy? Tụi em biết. Ủa sao em biết? Sao em biết đấy là tiếng kêu của con ếch? Bởi vì nó đúng rồi, mẹ chị vừa mua cho bốn con ếch cây. Đẹp không? Nó còn vừa kêu được ấy. Ở đấy, thấy chưa, con kêu rồi đấy. Thấy không, vui không, vui không? Nhà em đây. Thế à? Em mà chả bao giờ mang xong cho chị chơi gì cả. Bốn con ếch này quá là đẹp luôn. Nhưng mà bốn con ếch của em lại là màu hồng. À thế à? Lại còn có ếch màu hồng nữa. À đúng rồi, ếch đầu chơi nhiều màu mà. À, chị có biết bài hát về con ếch đâu. Ô, có bài hát nữa. Thế ngồi đây dạy chị luôn đi. Ủa chị chả biết bài đấy đâu. Bởi vì á, hình như chị chưa học ấy hả? Không học bài đấy thì chị lại nghỉ ý sao ấy. Vượt lên lo kêu ủng ủng. À hay thế. Ồm ồm. Nào chị nghe em cũng hát nhé. Chị thuộc rồi đấy. 2, 3. Mưa rơi lột đột ếch ủng trong rừng. Sao qua vượt lên lo kêu ủng ủng. Chị cũng chưa thuộc. Chị á biết nha. Mỗi ủng 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 ủng. Sao có biết nhảy theo con ếch không? Nào ai chị em mình nhảy từ ếch không nhảy đâu nhá. Đây nhá. Này còn bạn nhảy ếch. Đâu anh không phải nhảy như này mà.